tiền tiền nó tổng thống kê trong cái trang này là cho vay tiền góp như thế là có đúng hay không vậy thôi. Cái đó thì em không có chứng minh 100% chưa đúng với mới làm này chưa thế như thế mà một tín dụng như thế có đúng hay là sai toàn bộ các hoạt động kinh doanh tín dụng như thế nào. Thứ nhất không ở chỗ nào thế nào bây giờ nói này cái thắng khác nhau